chạy xe, em thấy chạy nhanh quá em sợ. Em mới giả bộ em thả một cái dép xuống, em làm rớt á. Xong rồi em bảo ôi anh rớt dép rồi, thế là anh dừng xe lại. Xong rồi em nhảy xuống xe là em không đi nữa, đó, em đi bộ về luôn, là dẫn luôn. Đúng rồi, trong đêm em vẫn cứ đi bộ về lên, đêm khuya em cứ đi rồi. Rồi ổng dẫn xe lẻo đẻo theo năn nỉ. Không, anh chạy về luôn. Anh chạy về luôn. Khi mà có gia đình, hai vợ chồng lấy nhau có con rồi á, thì nên đổi ngược lại. Em thì chở con em trong đằng sau, không bao giờ em chạy 40 cây số vào giờ. Và cô ấy thì cứ vội vàng đi làm là cứ tất bật giờ giấc, là lúc nào cũng phải 50-60 chạy. Gió đổi chiều. Mà ở đây thì em bảo ở đây có vợ già chạy xe nhanh thế mà cứ hết tan giờ cái là thấy chạy vèo hết ra tới cổng rồi. Xin phép chào anh Vũ Thuận và chị Thanh Vân cùng toàn thể quý vị trong trường quay. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Phạm Văn Giang, cấp bậc là thiếu tá, hiện đang công tác tại tiểu đoàn 24 quân y sư đoàn 5. Công việc chính của em là hàng ngày là khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn, cũng như là kết hợp với lại là khám từ thiện cho những cái gia đình chính sách và những cái hộ nghèo ở vành đai trong gần đơn vị. Năm nay là em 39 tuổi. 39 tuổi nha. Dạ. Xin mời chị ạ. Mời vợ. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân ạ. Em là Đỗ Thị Thế ạ. Em là công tác tại sư đoàn bộ binh 5. Em năm nay 37 tuổi ạ. Xin cho một tràng pháo tay để cho The bớt hồi hộp. Ủa, không biết là The với anh Giang là đã kết hôn với nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, vợ chồng em kết hôn được 16 năm rồi ạ. 16 năm rồi nha. Thế thì không biết là Giang với The là quen nhau là từ khi nào ạ? Mà cơ duyên nào là gặp nhau? Em với vợ em quen nhau là không phải đầu tiên là gặp nhau, là em chỉ để ý thôi. Tại cái lúc ở trong đơn vị cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm á, thì đơn vị của em với lại đơn vị của bà xã em là cách nhau có cái hàng rào thôi. Thấy cái cô bé này nhỏ nhắn dễ thương mà tóc ngày xưa tóc dài lắm kìa. Dạ, thế em đi tìm cách em hỏi xem là nhà đâu, rồi là đã có người yêu hay chưa, thì bắt đầu em đi ra em làm quen. Sau một thời gian cũng quen nhau cũng khoảng được mấy tháng, gần năm gì đấy, chỉ là trò chuyện thăm hỏi nhau thôi. Đúng không? Em cũng có ngỏ lời, nhưng mà em ngỏ lời là ngày xưa mình không có Zalo, không có Facebook như bây giờ, mà là nhắn tin qua tin nhắn. Rồi em ấy cũng nhắn lại nói là em chỉ xem anh như anh trai thôi, xem anh như anh trai thôi. Nhưng mà anh hỏi Giang nè, là bên doanh trại kia là có phụ nữ nhiều không? Ngoài The ra thì có nhiều nữ quân nhân không? Một đơn vị như vợ em là cũng có khoảng độ 4 đến 5 chị như thế. Bên anh Giang là quân y, còn bên chị The là gì ạ? Dạ, bên em là bên hậu cần ạ. Hậu cần. Bên nấu cơm cho bộ đội các thứ cấp dưỡng. Hay quá, như vậy là cô gái 20 tuổi ngày đó đã lọt vào mắt xanh của chàng trai 22 tuổi. Chắc là thời điểm đấy thì The chưa có nhiều tình cảm với anh Giang như là anh Giang có nhiều thiện cảm với The trước, đúng không? Và mất bao lâu thì The mới cảm thấy là anh chàng này cũng rất là đáng yêu? Thì cũng một thời gian tụi em có đi học, xong rồi dần dần thì quen. Dần dần là bao lâu? Cũng một thời gian khoảng 2-3 năm gì ạ. 2-3 năm mới đủ. Wow, cô này khó cưa nha. Em thấy anh này thì lúc quen là tụi em là thường thường là quen ở bên ngoài, chứ không trong quân đội thì tụi em này trong cái giờ hành chính thì mỗi người mỗi việc. Những cái lần đầu tiên gặp ảnh thì có cái ấn tượng gì về ảnh không? Bộ đội là em chỉ thích bộ đội thôi ạ. Tại vì từ nào giờ em chỉ yêu quý chú bộ đội thôi. Nhưng mà có thấy thích anh không? Dạ có. Lần đầu gặp là đã thích luôn. Dạ, thấy ưng, nhưng mà đến lúc mà trò chuyện thì thấy ưng nó mới ra cái ghép ạ. Sao ghép? Tại vì thấy chảnh quá nên em ghét. Có phải chảnh? Không phải chảnh đâu chị, tại vì do nhiều khi là lúc thanh niên mà em đi quen thì cũng là hay nói chuyện này kia, thì nghĩ là trong lòng thì cũng thích rồi đấy, nhưng mà kiểu là ở ngoài thì cũng chưa nhận lời. Tức là cũng phải lên chiến thuật thì là mới cưa được cô này, đúng không ạ? Thế chiến thuật của chàng Giang hôm nay như nào? Em thì đơn giản lắm chị, tại vì tính nhà em là nó thẳng. Nên là muốn cái gì là mình biểu lộ tình cảm. Nhưng mà nó gặp cái trở ngại, ví dụ như là có chị em ở trong này có này kia thì cũng bảo thôi, thì giờ đang còn trẻ như vậy thì quen anh này không biết là có đi được tới đâu không, thì gia đình cũng không muốn cho quen. Nhưng mà em thì nhất quyết, mà vợ em thì cũng thế, và đến một giai đoạn là tự gia đình sẽ hiểu thôi. Đến khi nào thì The mới là có cảm tình với Giang? Làm cách nào để coi như là vượt qua được tất cả những cái cản trở của gia đình hai bên để mà đến được với nhau? Dạ thì cũng theo thời gian rồi tụi em dần dần rồi trò chuyện rồi quen, lúc nào nó không biết. Nhưng mà em thích nhất ở cái tính của anh là gì? Dạ cũng bản lĩnh ạ. Bản lĩnh ạ? Đàn ông đúng không? Dạ. Đấy, ngay từ đầu nhìn thấy nhau đã nhìn qua cái hàng rào rồi, nên cũng phải vượt qua nhiều rào cản lắm mới đến với nhau đấy anh ạ. Như vậy là sau bao nhiêu năm thì hai người đi đến quyết định là sẽ kết hôn với nhau?
chắc chừng khoảng độ 3 năm hoặc 4 năm gì đấy. À, yêu nhau 3-4 năm. Yeah. Nhưng mà tụi em yêu nhau thì là toàn bộ là hai bên gia đình là ở ngoài kia hết. Và hai vợ chồng công tác trong đây thì hầu như là bên đằng nhà trai thì cũng không biết mặt con dâu. Mà bên đằng gái cũng không biết mặt con rể. Thế là em mới xin cái địa chỉ. Em xin cái địa chỉ xong mới gửi cho bố mẹ em là bảo sang bên nhà gái để nói chuyện. Chứ còn hai vợ chồng chưa có về. Có nghĩa là để gặp mặt mà không phụ huynh có gặp nhau. Dạ, phụ huynh mà gặp không có các con. Dạ. Nhưng mà hai quê hai bạn ở đâu? Em thì quê ở Nam Định, còn vợ em thì ở Kim Sơn, Ninh Bình. Ôi, gần nhau quá. Kim Sơn, Ninh Bình là quê của chị luôn. Đấy. Dạ. Đúng rồi. Đồng Hương. Đồng Hương đó. Dạ. Cuối năm 2007 thì tụi em ở trong đây với bảo thôi Tết năm nay về ra mắt. Thì trong này em cũng có một bác ruột. Ở trong này cũng làm trong ngành quân đội á. Bác bảo thôi bây giờ xác định nếu như hai đứa mày mà tới với nhau á thì về là cưới luôn chứ không có ra mắt nữa. Nên là hai vợ chồng em mới quyết định là thôi đi đăng ký kết hôn trước. Đăng ký kết hôn trong này xong cái là báo ra ngoài đó là ấn định ngày cưới là ở ngoài đó xem ngày cưới rồi hai vợ chồng xin phép đơn vị nghỉ phép là về cưới trong dịp Tết luôn. Trong đây với ngoài ấy là như phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng mà anh có cái này anh thắc mắc anh muốn hỏi nha. Ví dụ như em quen với người ở ngoài đi, ở ngoài ngành á thì nó khác. Ví dụ như mình có thể là mình có những cái giờ giấc kỷ luật, mình được phép đi ra ngoài á thì mình mới gặp nhau được. Còn hai bạn cùng làm đồng đội với nhau, đúng không? Cũng làm chung với cái ngành với nhau. Vậy thì mỗi một lần hẹn hò với nhau thì nó có khó không? Có nghĩa là giờ hành chính ấy, thì là tụi em không có gặp nhau. Chỉ có ngoài giờ hành chính là buổi tối ấy, thì có thể là ra ngoài. Ngày trước là vợ em là ở nhà trọ mà. Thì em thì ở trong đơn vị, lúc là chưa có gia đình thì đang ở trong đơn vị thì buổi tối thì có đi ra nhà trọ tìm hiểu thì quen nói chuyện ở ngoài đó thôi chứ còn trong giờ hành chính là việc của ai người đó làm. Thế còn nhớ cái chi tiết kỷ niệm nào mà nó ghi dấu ấn cho cái buổi mà hẹn hò mà nó ấn tượng á? Dạ cũng có một cái chút kỷ niệm mà em nhớ là anh có chở em đi chơi á. Thế là... Lúc đó mấy giờ? Cũng khuya rồi ạ. Anh chạy xe, em thấy chạy nhanh quá em sợ. Em mới giả bộ em thả một cái dép xuống em làm rớt á. Xong rồi em bảo ôi anh rớt dép rồi. Thế là anh dừng xe lại. Xong rồi em nhảy xuống xe là em không đi nữa. Thế là anh quay lại anh đón em cũng không đi nữa. Tại vì em sợ anh chạy xe nhanh lắm. Tức là sợ chồng chạy xe nhanh quá nên là vứt dép xuống để xuống. Cái lúc đó là đang yêu nhau thôi. Đang yêu nhau. Nhưng mà em sợ gì? Em sợ là ông chạy tốc độ hả? Dạ. Sao ra không nói? Sao không nói là anh chạy chậm lại? Cũng có nói nhưng mà... Nói mà anh càng chạy à? Nói mà anh ăn chơi lắm. Được đó. Ăn chơi đó anh chơi. Nhưng mà lúc đó là em đi bộ về luôn hay sao? Đó, em đi bộ về luôn. Là dẫn luôn. Đúng rồi, trong đêm em vẫn cứ đi bộ vậy đó, đêm khuya em cứ đi rồi. Rồi ông dẫn xe lẻo đẻo theo năn nỉ. Không, anh chạy về luôn. Anh chạy về luôn. Xong hồi sau anh quay lại anh mới đón mà em không lên. Ủa luôn. Lúc đó cũng gần về tới phòng trọ rồi chị. Thế thì tại sao lại để cho cô ấy đi bộ về? Nguy hiểm. Có nghĩa là em quay lại, em chở như một mực là không lên. Không chịu. Dạ. Mà lúc đó thì thanh niên mà chị, tự ái cao và không lên thì thôi tôi đi về thôi. Không lên thì tôi đi về. Dạ. Nhưng mà sao lần đó ổng có bớt tốc độ lại không? Dạ có, thì em cũng có nói là nếu như mà chạy thì phải giảm một chút nữa thì em còn có thể đi cùng. Nhưng mà sau này á, khi mà có gia đình, hai vợ chồng lấy nhau có con rồi á, thì nên đổi ngược lại. Em thì chở con em trong đằng sau, không bao giờ em chạy 40 cây số vào giờ. Và cô ấy thì cứ vội vàng đi làm là cứ tất bật giờ giấc là lúc nào cũng phải 50-60 chạy. Gió đổi chiều. Sao được luôn? Mà ở đó vì em bảo ở đây có vợ giang chạy xe nhanh thế mà cứ hết tan giờ cái là thấy chạy vèo hết ra tới cổng rồi. Như vậy là lúc yêu với lúc cưới là hai con người hoàn toàn khác nhau đúng không? Đúng rồi. Thế em có bị vỡ mộng hôn nhân không? Không, thực ra thì hai vợ chồng tính cách thì nó hợp nhau. Đâm ra là nếu mà khi mà sau hôn nhân mà về mà có xảy ra khúc mắc hay là bất đồng quan điểm chỉ có về vấn đề về con cái. Dạy con cái với hai nữa là giai đoạn đầu thì nó cũng khó khăn về kinh tế. Dân tới là cũng có những cái không bất đồng quan điểm thôi chứ còn thực ra tính cách rồi kể cả ăn uống này kia là hai vợ chồng rất là hợp nhau. Cái giai đoạn khó khăn nhất của hai vợ chồng đó là những gì ạ? Cái lúc mà mới cưới nhau ấy, như hai vợ chồng em mà đi thuê nhà trọ rồi là có con cái nữa. Đó là nó chi phí thay vì ngày trước là có một mình thì mình chi phí một mình như yêu đó là có khả năng đủ. Nhưng bây giờ thêm cả vợ nữa thì đấy là thêm con rồi thêm nhà trọ rồi thêm đủ thứ. Mà lương lúc đó tụi em nhớ không nhầm là trừ hết các khoản đi thì chắc rơi vào tầm chưa tới 1 triệu. Trời. Một người. Lâu rồi mà. Dạ. Và cũng may là cũng có ông bà nội là cũng hỗ trợ. Ví dụ như một tháng là gửi vào cho 1 triệu để mua sữa.
Và cứ đều đều như vậy, đến lúc mà con em được 1 tuổi thì bà đón ở đó bà chăm. Lúc đó em đi học, nữa thì càng vất vả nữa. Thế hai vợ chồng cưới nhau là năm hai vợ chồng bao nhiêu tuổi ạ? À, em lúc đó là 24 tuổi. À, trẻ quá. Tức là vợ mới 22. Vợ 22. Ôi trẻ quá luôn ấy. Và có khi nào khó khăn quá phải bay ra quê để mà nhờ trợ giúp từ ông bà không? Thì ví dụ như cái lúc mà mới cưới nhau thì ví dụ về nhà mà gia đình mà có cái gì mà mình có thể xài được á thì mình mang đi cho đỡ tốn tiền mua. Ví dụ là những món là liệt kê. Ví dụ như là mấy cái bếp ga mà hồi đó không có bếp ga đôi mà chỉ có bếp ga nhỏ như xíu, này. Đơn đó. Bếp ga rồi là thau chậu các thứ, mình hồi đó đâu có đi máy bay đâu anh, đi bằng xe đò mà. Mang vào được. Mang vô được luôn. Dạ. Nói chung là bây giờ thì cuộc sống đỡ vất vả hơn rồi đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta đến cái phần kia đi em ạ. Vâng, vâng. Đây sẽ là cái phần mà ai cũng chờ đợi cả. Không biết anh bộ đội có chờ đợi không ạ? Lời thú tội trước bình minh. Thôi bây giờ bắt đầu the trước bây đi. Dũng cảm lên the. Nói chung là chồng em tật xấu thì cũng có nhiều lắm á. Nhiều khi về là về nhà, mỗi lần được về nhà anh là toàn cứ cởi cái bộ quân phục hay là quần áo bình thường vậy, cứ về là trên ghế một cái, dưới võng một cái, cứ để lung tung vậy đó. Thì nó bừa bộn. Dạ. Đó lần đầu tiên thấy có một anh bộ đội bộ, anh này của hiếm ấy, anh là của hiếm nha. Anh về là anh xả. Dạ. Tật xấu đó là ngủ ngáy. Ngáy dữ không? Dạ, ngáy mà không ai ngủ được luôn. Thế tỏ là anh rất mệt đấy. Vậy như mỗi lần về nhà ngủ thì sao em? Là em phải ngủ trước đúng không? Không, em không ngủ được, ngáy không ngủ được. Sau này em mới quen em ngủ được. Nghiền rồi, tức là. Dạ, nghiền. Là tiếng ngáy giống như tiếng ru rồi đó. Dạ. Giờ mà không có chồng ngủ ngáy là không ngủ được đúng không? Nhưng cái này vẫn thấy dễ thương nha, em chưa thấy gì xấu hết á. Tại vì ngáy là không thể nào mà liệt kê và thật xấu được. Tại vì chúng ta có biết là mình ngáy đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Tội lắm, tội mấy người ngáy. Tại tại em dễ ngủ. Nằm cái này ngủ ngay à. Còn gì nữa không nào, ngoài bừa bộn ra thì còn gì nữa không? Có gia trưởng không? Có hay ăn hiếp vợ không? Không thì anh thì cũng không có gia trưởng. Như vậy là có mong muốn anh ấy cải thiện cái việc mà vứt đồ lung tung không? Dạ có. Sau này anh cũng gọn gàng lại rồi chứ không không có bừa bộn như thế nữa. Tức là đã sửa được cái tính đấy rồi. Đến khi sau này mà cưới em về xong rồi đâu biết nấu ăn đâu. Xong rồi em về em cứ dậy xong rồi dần dần bây giờ nấu ăn ngon hơn em, còn nấu toàn món nhậu á. Còn ngon hơn em nữa. Trời ơi, tụi em nghe em đói quá. Rồi bây giờ tới Giang đó. Em thì thực ra như vợ em thì tiếp xúc từ đầu giờ các anh chị biết rồi. Vợ em thì lên đây vậy thôi nhưng mà là tính cũng hay, cũng nóng tính lắm. Ôi, và thật á? Nóng tính trong vấn đề dạy con cái á. Rất là nghiêm khắc luôn. Không hài lòng cái gì cái là la mắng liền. Mà trong khi đó là nhiều khi là em thì em hay phản đối trước mặt con, nên là hai vợ chồng kiểu vậy mà. Anh cứ để cho em dạy thì anh lại nhảy vào anh nói thì đâm ra là con không sợ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đâm ra em thì bảo cái này nó chưa hợp lý. Đâm ra là hầu như là hai đứa con nhà em thì nó thích nghe em nói chuyện hơn. Vợ em thì ví dụ như con mà ví dụ bỏ cũng giống bố vậy đó. Bỏ đây mà cái tập đây cái quần cái áo là bắt phải đang làm cái gì cho nó đứng lên nhặt bỏ vào vị trí liền, chứ không có được là nói xong một tiếng sau hay là nửa tiếng sau mới làm. Không để ý xem là cảm xúc của con nó thế nào. Đâm ra em này hay phê bình mà thôi thì nó đang làm dở cái này để tí nó làm xong nó quay lại nó nhặt. Vợ bảo em đang dạy con thì anh này nói thế thì đâm ra là con nó không sợ. Hồi nãy đó là giới thiệu ảnh là làm trong quân y. Quân y. Là khám bệnh. Đúng. Thì binh thì đâu phải là chỉ có nam không. Đúng rồi. Phải có coi như là quân nhân nữ nữa chứ. Đúng không? Nhiều khi có khám nữ không? Có, không có. Có ghen không? Chắc là cũng có chút chút. Chút chút thôi. Chút chút là có rồi. Như em thì ngoài khám cho bộ đội rồi là cho các tổ trưởng ra thì cũng có đi khám, tham gia đi khám sức khỏe cho hàng năm cũng khám cho mấy chị này luôn mà. Phải khám định kỳ một năm một lần toàn bộ các chị ở trong sư đoàn. Chị xe có nhắc nhở không? Không phải là không, vợ em không biết đâu nhưng mà kiểu cứ về nghe mấy người ở trong đơn vị của em cứ gẹo gẹo mà. Ui giời, ông này ông đi ra kia ông gẹo gái dữ lắm đấy. Là vậy. Là về em hỏi liền luôn á, Hỏi như nào? Thì em hỏi là nay cô khám với cô gái đẹp gì không á, đó là anh cũng khai hết luôn, anh cũng nói. Nhưng mà thật sự là có suy nghĩ không? Không, em chỉ gẹo chơi vậy thôi chứ còn em không có ghen. Thực chất là không phải là mình ghen mà mình chỉ hỏi là thôi. Vậy thì Giang có mong muốn là thay phải thay đổi gì không? Thì thực ra nếu mà mong muốn thay đổi thì cũng mong muốn như vậy là bớt nói nhiều càm ràm với con cái đi. Thì để ý tới cảm xúc của con cái một xíu. Thực ra người phụ nữ ấy là thường là họ quá nhiều thứ phải lo toan ấy, là họ sẽ rất là dễ bị càm ràm. Nên là cái điều này cũng mong các anh thông cảm. Vì em nghĩ nó cũng là một đức tính tốt đấy.
nếu mà mình không cảm giác thì làm sao mà các con nó ngoan được, nó nên người được. Cho nên là đôi khi mình, nếu mà mình nhìn ở góc độ khác thì mình sẽ lại thấy đấy là một điều rất là tốt, mà vợ mình rất chăm lo cho con cái thì vợ mình mới như thế. Vâng, tôi năm đầu tiên là tôi đã thông và tôi đã rất cảm rồi. Hai người đang có một cuộc sống viên mãn và có một cuộc hôn nhân rất là tuyệt vời, và hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì hai người hiểu hơn về nhau và sẽ càng ngày càng viên mãn, hạnh phúc hơn nữa nha. Xin cảm ơn Giang. Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Ông Vân, chào khán giả cùng xem chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Như Nguyên, em đến từ Phú Thọ, hiện tại em đang công tác và làm việc tại sân bay Biên Hòa. Và em là sĩ quan phòng không quân, năm nay em 29 tuổi. Đó, sĩ quan phòng không không quân đó. Nguyên 29 tuổi thôi đó hả? Vui ha, cái chị còn nhớ hoài ngày xưa đó, chữ phòng không á, là cái chữ mà gọi là giống như là em chưa có ai. Em ở phòng một mình em, có nghĩa là gọi phòng không chiếc bóng. Phòng không là khác. Phòng không quân, tại vì đó là chị chưa có hiểu lắm cái chữ á, biết không? Tiếng Việt mình rất là phong phú, phải không? Phòng không. Còn bây giờ em đố chị, khi mà có vợ có chồng rồi thì gọi là phòng gì? Phòng đôi. Phòng đôi. Cái giờ phòng gì? Đó. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và em xin chào chị Hồng Vân và chào quý vị và khán giả trong trường quay. Em tên là Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng và sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Hai chồng đến từ Biên Hòa luôn. Dạ đúng. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Để về lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau thì cách đây 4 năm. Tại vì lúc đó hai vợ chồng em quyết định cưới thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Ôi, còn, vậy? Từ ngày yêu nhau đến lúc quyết định cưới thì mới gặp nhau, chứ chưa gặp nhau mà gặp mặt nhau là lần đi nào. Đến kết luận cuối cùng là mình sẽ cưới nhau thì mới gặp nhau. Ồ, còn bây giờ anh đoán nha. Một là hứa hôn, hai là quen nhau trên mạng. Dạ đúng rồi, quen nhau trên mạng. Trời ơi, quen trên mạng bao lâu thì tụi em mới quyết định là gặp nhau ngoài đời? Dạ, chính xác là bọn em quen nhau trên mạng 3 năm. 3 năm luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà là cái thời gian quen nhau trên mạng là vẫn nhìn hình thấy nhau đúng không? À, dạ vâng, lúc đó thì vẫn webcam được đây ạ. Webcam chỉ một lần duy nhất. Chỉ một lần duy nhất. Dạ đúng rồi. Bây giờ trước tiên hỏi Nguyên nè, Nguyên nhìn thấy cô ấy qua webcam thì như thế nào? Tại vì lúc đó thì em cũng có người yêu rồi, nhưng mà vợ thì gửi tin nhắn kết bạn qua cái trang web trường xưa. Của cái trang web đó thì em cũng chỉ là chấp nhận thôi. Tại vì đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội, nên cái từ khi cái trang web trường xưa em biết chơi á, là em cứ vô mấy cái trường bộ đội không à. Cái em thấy cái avatar của anh này nhìn mặt dễ thương mà nhìn cũng hiền hiền nữa. Xong em nghĩ chỉ có kết bạn để nói chuyện với các anh bộ đội xem như thế nào thôi, chứ em không có nghĩ nữa. Nhưng mà lý do gì mà em lại thích các chú bộ đội? Dạ, tại vì em thấy bộ đội đa số là người điềm đạm, rồi tính rất là hay lo cho gia đình, rất là chu toàn, nên là em ao ước sau này chồng em sẽ là một sĩ quan quân đội. Rồi sau khi mà gặp nhau ngoài đời thì cảm giác như thế nào? Em được đi đón vợ ở bến xe, lúc đó thì em đang bị đau mắt, cũng đeo một cái kính đen ra em đón vợ. Thì em bảo thôi, nếu như mà nhìn thấy cô đấy mà có vấn đề gì chắc thôi mình té luôn. Còn em thì sao? Dạ lúc đầu á, là em xuống bến xe Mỹ Đình thì anh chồng em á, thì anh có bảo là nhà anh nghèo lắm, cái anh chỉ có mỗi cái xe cúp thôi. Cái em trong đầu xong em đi hỏi tất cả bạn bè xe cúp là như thế nào để ra còn nhận dạng. Thế người ta mới chỉ cái xe cúp, thì ra em mới tìm anh nào mà mặc đồ bộ đội em đi xe cúp cơ, chứ không phải là đi một cái xe ga hay là một cái xe gì khác. Cái em đứng đối diện với ảnh vậy nè. Xong cái em nói không, chắc phải không phải ông này rồi. Ông này nhìn ác ác thì sao sao, không có hiền. Cái mà lại đeo kính đen nữa, bộ đội ai đeo kính đen bao giờ. Xong cái em gạt suy nghĩ đó ra. Ổng gọi nhưng mà lúc đó em sợ người ta cướp giật điện thoại trước bên xe á, là người ta cảnh báo. Xong cái em không dám nghe. Xong lại em hỏi em có phải là Trang không? Bảo dạ đúng rồi em là Trang. Bảo anh là Nguyên nè. Xong cái em nghĩ ủa rồi, xong rồi đời mình coi như là tiêu rồi, mình quyết định cưới mà ổng nó đeo kính đen, chắc mắt ổng bị lé rồi. Em mới nói thôi quả này thôi dẹp đi, không cưới xin gì hết á. Tự nói với mình hả? Dạ đúng rồi, em nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp thôi không cưới xin gì hết á. Về ổng nhìn đĩa rau, ổng gắp đĩa thịt gà. Sao cái em ngồi sau cái đuôi xe, em không dám ngồi gần. Mà mặc dù đã ngỏ lời cưới rồi mà em không dám ngồi gần. Ổng kêu xích lại gần đi, rồi cái ôm eo anh nè. Xong cái em kêu thôi em ngồi xa cũng được nữa. Ổng kêu đường này nhiều ổ gà lắm. Xong cái bảo không em không sao, em không té được đâu. Mình nói giờ mình lỡ ôm ổng á, xong tí mắt ổng lé thật là mình phải cưới thật. Cái thôi không có ôm. Xong cái về tới đơn vị, ổng cởi mắt ông bảo nè mắt anh đau mắt thiệt nè. Xong bảo ồ nhìn cũng được trai ta, thế là cũng được thôi cưới đi. Thế là xong cái về là chuẩn bị đám cưới. Mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 22 tuổi. Em đang là sinh viên năm 3.
À, ủa nhưng mà cưới là lúc đó là ra trường chưa? Dạ chưa. Thì bọn em gặp nhau rồi cưới đi đến hôn nhân là vọn vẹn chỉ có 2 tháng thôi. Ừ. Sau khi cưới rồi đó thì hai em có ở gần nhau? 2 năm. 2 năm trời. Dạ. Và những khó khăn như thế nào ập đến với em trong 2 năm đó? Khó khăn thì cái lúc mà cưới nhau về mà cứ thấy 3 tháng rồi mà chưa thấy có cái gì á, xong nghĩ trời ông này chắc ông tịch quá. Xong cái em cứ nghĩ, xong cái ổng kêu là tháng thứ 4 mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám. Xong cái bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác, không có làm em khổ. Xong cái em ra được 1 tháng ăn dầm ở dề ngoài Hà Nội á. Thì xong cái đến tháng thứ 4 là về vợ chồng em có tin vui. Trời ơi, trong suốt quá trình mang bầu á, em tủi thân lắm luôn á. Cái đi khám bầu không có ai đi cùng hết. Cái nghĩ trời ơi, xong giống mình giống kiểu hoang quá. Xong cái bắt đầu mà thôi ráng đi, chồng mình đang làm ngoài không phải là chồng mình đi chơi. Xong quá trình đó là đến lúc em sinh thằng cu nhà em được hơn 2 tháng thì anh chồng mới vô. Lúc em đi sanh cũng đi sanh mình luôn? Dạ, em đi sanh thì có mẹ chồng. Cái mẹ chồng em nói là cũng đừng có báo cho nó, sợ nó lo. Lúc mà em đau đẻ lên rồi em nghĩ sao nhiều người được sướng ấy, được chồng dìu dắt vô phòng đẻ rồi an ủi. Mình em có đi dọc hành lang mà đau đẻ, xong cái tủi thân quá. Nhưng mà cũng ráng rồi, cũng qua hết rồi chị. Rồi bao lâu thì em mới về? Vợ em sinh sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay về Sài Gòn thăm vợ. 2 tháng? Dạ. Ủa, lúc đó vợ sinh ra Sài Gòn hả? Dạ, vợ em lúc đó thì bố mẹ em đang ở Bình Dương. Nhưng mà bố mẹ em làm ăn trên Bình Phước, là vợ em lại sinh ở trên Bình Phước. À vậy đó hả? Rồi là em bay vô gặp con. Dạ. Rồi cái lúc đầu tiên em nhìn thấy con em, cái cảm giác em sao? Em thì lúc đó thì em rất là vui, mà lúc đó em thấy buồn cười, là bảo ủa, mình tuổi trẻ này đã làm bố rồi. À lúc đó, lúc đó em bao nhiêu tuổi ta? Lúc đó em 26 bắt 27 ạ. 26 còn đã 21 nè. Dạ. 22. Có bầu là 23. Tức là em sanh là lúc em 23 tuổi. Dạ. Ừ, em hối hận không? Dạ. Là sao mà mình đẻ sớm, mình lấy chồng sớm quá. Không, hối hận thì em chưa có nghĩ đến chuyện hối hận. Mà chưa bao giờ nghĩ hối hận mà. Lần sau, kiếp sau đẻ ra có lấy chú bộ đội nữa không? Dạ, có chị. Vẫn lấy chú bộ đội luôn? Có cái khổ, có cái sướng gì. Sướng ra cái sướng mình lấy bộ đội làm sao? Dạ, lấy bộ đội nếu mà được ở gần anh bộ đội á, thì hầu như tất cả mọi việc trong nhà thì anh hầu như là ảnh lo hết. Ảnh lo từ A đến Z. Đón con rồi nấu cơm, em đi làm về chỉ có việc tắm rồi ăn cơm thôi, nghỉ ngơi thôi. Các bạn chưa lấy chồng nhớ nghe cái câu chuyện của cô này, về chắc kiếm mấy ông bộ đội cưới hết nha. Sao bây giờ vẫn vậy luôn? Dạ, tới bây giờ vẫn vậy. Còn sướng gì nữa không? Em thì không biết các ông chồng bộ đội khác như thế nào, nhưng mà ông chồng em thì ít nhậu nhẹt, rồi dạy con cũng rất là nghiêm. Đó, là em sướng ở chỗ đó. Khổ? Dạ, khổ thì anh đi công tác này nọ, mình em với con. Thằng con nó nhỏ xíu mà mới có 1 tuổi mà mình em. Hai bên nội ngoại cứ kêu là thôi bây giờ để bố mẹ vô phụ cho. Cái em nói là thôi bố mẹ cứ để đó xem cái bản lĩnh của con như thế nào đã, để coi con có làm được không. Cái lúc mà biết ảnh đi Ấn Độ để học tập á, thì cái em cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình mà buồn là ổng này ổng không yên tâm ổng đi, thôi mình cứ ráng vui đi. Ổng đi mà ở nhà trời ơi, em cảm giác mà em không có làm được luôn á. Thay vì sáng ra là ổng đưa con đi rồi, mình chỉ có việc thay đồ rồi đi làm thôi. Bây giờ là mọi việc từ A đến Z đều do một tay mình hết. Mà chưa kể là thằng con nó 1 tuổi thì nó nhiều cỡ lắm. Cho nhiều lúc em mệt mỏi lắm luôn á. Nhưng mà cứ ổng này một ngày ổng gọi bên Ấn Độ về mà ổng gọi 3-4 lần. Cứ sáng ra là em đi làm chưa, em ăn sáng chưa. Rồi cái trưa lại em ơi em được nghỉ chưa chưa, em ăn cái gì, trưa nay em ăn cái gì. Rồi chiều dậy em ơi em đã dậy để đi làm chưa. Ổng gọi thường xuyên vậy, thành ra mình có mất cái cảm giác xa cách với ổng rồi. Xong bẵng 1 năm ổng về thì em nói ủa mình làm được, cái mình không có cái kiểu mà ỷ lại. Tức là mình đã vượt lên chính mình được. Đúng rồi. Đã vượt lên chính mình. Mình đã thấy quyền linh rồi. Là tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ vợ chồng em lấy nhau chính thức là tròn 4 năm 2 ngày. Rồi bây giờ trong 4 năm đó có tật xấu gì lòi ra không? Trước khi cưới á, cô ấy nói một câu là anh cứ lo mọi chuyện đi, còn tất cả việc nấu ăn để em. Nhưng mà vợ nấu ăn ngon lắm đúng không? Dạ, không, lần đầu tiên về làm dâu thì em biết luôn ạ. Là cho một món cá kho mà bố em không ăn nổi, là tại vì là cô ấy ở gần biển chắc nhiều muối. Hai nữa là em mà ví dụ em có nhắn tin với ai một cái bắt đầu giật máy, anh nhắn tin với ai, làm em nhiều khi đang nhắn tin bạn thấy xấu hổ. Bạn đâu biết đâu xấu hổ. Còn gì nữa? Có cái nữa là cứ có một lần là em thì em xỉn rượu về, con thì tóc tốt, hôm đấy em cắt tóc cho con, bình thường thì em cắt tóc cho con thì cũng đẹp lắm, nhưng hôm đấy nào em lẹm quá đà con chọc mất đầu. Rồi, thế là bị mắng hả?
không ạ, nghĩ sao mà ông lấy thân đơn cạo 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 rạc rạc mình á. Ủa chắc ngày thường ông cắt tóc cũng đẹp thôi, chắc nghĩ là chắc ông cũng chuẩn thôi, cứ làm rau đi đã rồi tính sau. Cái lên lên nhìn thấy con nguyên có nguyên cái chỏm này nữa thôi là sắp đứt rồi, là sắp coi như là cái đầu là trắng tóc luôn, không còn cọc tóc nào. Xong cái em mới điên quá, em giật con đi bảo anh làm trò gì à? Xong bảo đưa con đi, con của anh mà. Xong cái bảo em bảo con ai, tôi không đẻ, ai lấy anh lấy đâu ra con. Thế là xong cái ổng bảo đưa đây anh cắt tiếp, anh cắt đẹp mà. Rồi sau cái lúc đó là em đùng đùng cái em đòi bỏ đi, em nói trời anh không nghe em thì thôi giờ bỏ. Xong cái nhưng mà được cái lão này không bao giờ lão xưng gọi là xưng tao mày hay là gì hết, chưa bao giờ xưng cô mà chỉ có xưng em với tôi. Là lúc đó lão tức nhất là em với tôi. Rồi giờ tới em đó. Nói chung là chồng em thì cũng không có cái điểm xấu gì, chỉ có điểm xấu duy nhất là ổng giận, ổng hay im lặng. Em khó chịu lắm, em thích cãi nhau là phải cứ có người đối diện nói lại cơ. Lý do gì mà em im lặng vậy? Tại vì em là nghĩ là em mà cãi nhau với phụ nữ thì cũng không hay lắm. Thôi cứ để vợ thắng đi, em cứ cho nói hoài, nói miết. Em một là đi ngủ, hai em ra ngoài uống xong ly cà phê về hết nói là thôi. Mình là chia sẻ với bạn, mình giống bạn cái đi. Không bao giờ cãi lộn. Bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là nói thì cũng phải nghĩ xem là nói chồng những cái gì. Tại vì công việc của em nó cũng không giống như những người làm ở ngoài. Tại vì là thời gian của em thì nó cũng gò bó. Nên là em chỉ mong là vợ em hiểu làm sao là biết là cái thời gian của em nó như thế, chứ không phải là ép em làm cái này cái kia được. Còn thay đổi nữa là có cãi nhau thì thôi, đừng bảo viết đơn nữa. Bố mẹ em bảo là đã lấy nhau rồi thì tối kỵ đừng bao giờ nói câu đó. Kiêng kiêng tức là ông bà kiêng. Dạ. Không biết mọi người có cảm giác giống như tôi không, là ở trong cái thời bình như vậy á, tự nhiên mình gặp một cái đôi vợ chồng á mà rất giống như trong những cái câu chuyện mà của thời chiến tranh hoặc là những cái bộ phim á. Họ yêu xa nè, họ chờ đợi, họ gọi là yêu nhau một cách tuyệt đối, có nghĩa là không cần điều kiện gì cả, chỉ biết là mình yêu thôi. Thì đây là một cái tình yêu rất là đẹp. Theo chị thấy như vậy. Ngoài những cái việc mà nó có những cái lợn cợn nhỏ 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 của tất cả những cặp gia đình khác, thì cái tình yêu của tụi em á rất là lý tưởng. Cho nên là nếu mình đã đến được với nhau, mình đã có được nhau rồi thì phải nên giữ. Và hơn ai hết là em nghe chồng em có một cái mong muốn là mong em hiểu cái công việc của ảnh và em thông cảm. Và đừng bao giờ nói chuyện chia tay, bởi vì đó là cái điều mà không bao giờ cái người chồng mà làm cái nghề này họ mong muốn, bởi vì họ phải yên tâm với cái hậu phương vững chắc. Cho nên khi mà anh quyết định lấy em á, là anh chỉ có mong muốn một điều là để xem hậu phương này có vững chắc hay không. Thì chị nghĩ rằng em luôn luôn nên làm cái điều đó cho anh yên tâm, đúng không? Rồi, cảm ơn tụi em rất nhiều nha. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai, mẹ Mai, mẹ Mai Hường Dân. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện là em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Ở lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực ha, hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Vận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng. Đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được. Không sao cả, nghe. Gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp có hai con giáp, một có con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp có một con giáp nè. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính từ mụn là 33. 32. 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá,
Và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng á. Đấy, em coi như em bị tước bằng, mới được có cái bằng là cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi, lấy bằng ở luôn, lấy lợi luôn. Đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi, cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event, thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là cũng book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi. Make up mặt nó rất đẹp. Make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy rồi. Thì là con đầu tiên là con cảm thấy con vừa là thấy là con thấy sung sướng đúng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ấy lúc mà nhìn vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu lúc đấy chưa phê lắm. Nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mình đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đẹp. Lúc đó là còn xinh xắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết anh Tuấn chưa? Lúc đấy con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà về sau con biết là không phải. Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đó mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một đoạn ngoài án đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ui em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan đúng rồi, big fan của phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy, có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là chủ động một hai liên lạc liền. Rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy các con, em đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng mới thích đi một chút ạ. Cô ấy, ôi người ta mới 21 tuổi mà. Cô lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20 à. Vừa bước đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu đúng không? Không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là quyết đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay lúc sao? Đấy là con quay xong rồi. Đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12.
cuối tháng 11, gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không mất luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì đi, tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện, khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu ạ. Tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy, thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc, kín rất trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11 gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết. Thổi nữa. Đấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi ngày đấy. Đầu tiên đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là còn rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn này, ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mẩy nhở, nó mẩy mẩy tiếng Bắc á, mẩy mẩy nó giận á, mẩy nhìn nó là giận. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ, sau đó thì cũng rồi sao mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông Kim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Mà tại sao không? Sao con không quay về phòng trọ? Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó, mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện là mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác. Chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ, đúng và rồi. Cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em muốn cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con
cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở. Mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa quần thể mẹ vui đúng không? Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố mà. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái, cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi là vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ và nhẫn nhau đúng không? Dạ. Sao thì, vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi con cô. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn, thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi ạ. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Đó. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn, cũng có đến... tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá thì vợ em mới bảo là hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy có nghĩa là dọn nhà đi luôn á, đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia để không lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, không. Tức là chú không hiểu à? Ủa rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, đấy, cãi nhau thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa không, nhưng mà bây giờ không thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè, bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền thì đúng. Nên là bạn này phải có một cái thành ý, và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo, lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai, và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả, nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh, bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi, nhưng mà cái tay nó to quá nên là nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Hay thả tim lắm cô ạ. Bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi cho nên khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé, và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con
đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao một hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ dục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi con? Dạ bây giờ em lúc bốc thử hai vạch á. À lúc đấy là... mới có 4 tuần. Không nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà đúng không? Dạ vâng ạ. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo cho tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim và chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Tức là con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không là không, hay là con làm mà, con làm KOL luôn là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy á. Đi chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sao rồi vậy lại hay quá rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả giết rồi em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Coi như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất là thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ nó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều nhìn nó ngứa mắt thôi, vợ lui ra để anh làm. Là ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay luôn. Nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm đó. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả, đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay, phải nói rằng là do mình lựa chọn hết.
đó, rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế rồi. Nha. Rồi bây giờ rồi, tới đấy, cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Có nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Ừ, rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có em hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về mà đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy rồi lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu với sinh nhật ạ? Sinh nhật bạn bè. Sinh nhật bạn bè. Là đối tác đúng thật là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Vậy là anh hả? Vâng. Ủa chứ cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bớt xong bây giờ bớt luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn á. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? ngủ sớm đi. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vành đến sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi. Lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Cho bây giờ tới hơn một chút con tự. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm ạ. Ghen rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ thôi. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ.
tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Nhưng mà đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đấy là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cách cú điều gì hay hay với cái lỗi sai của anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim nghĩa là bỏ lâu rồi ạ, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không? Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế, mà em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua hiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa ra cầm. Tức là ôi, như vậy là hai vợ chồng em ok là, rồi. Hai vợ chồng em mà không gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con nè. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu cũ là đó, bỏ qua đi. Nhớ cô á, là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá, nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè, là cái thì cô thấy là Hiệp Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là gọi không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, trời con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này, nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ, việc nghĩa gì là con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, không công khai trên mạng thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá, nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Yeah. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Thôi bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè. Đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ có tình nè, tỏ tình là tỏ tình. Không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy phọt con. Mình đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, với nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. Một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái trong năm Quý Mão này.
Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc.